Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 66 ngày 26 Chúa Giêsu tái lâm. Kinh Thánh Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 4. Câu ghi nhớ Giăng đoạn 14 câu 3 phần B. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 4, Kinh Thánh Tân Ước trang 107. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ ở trong câu số 3 phần B. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong phần tìm hiểu, tái lâm có nghĩa là trở lại. Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người. Chúa Giêsu đi giảng đạo và sau đó Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để cứu chuộc con người. Và sau 3 ngày thì Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa Giêsu ở với các môn đồ 40 ngày để dạy dỗ họ. Và sau đó Chúa Giêsu đã thăng thiên, có nghĩa là Chúa Giêsu bay về trời, bay về thiên đàng. Và Chúa hứa rằng Chúa sẽ trở lại, có nghĩa là Chúa tái lâm để rước chúng ta về ở trên thiên đàng. Tái lâm có nghĩa là Chúa trở lại. Số 1, Chúa Giêsu về trời để làm gì các em? Ở đây có hai từ, sắm sẵn một chỗ. Chúa làm gì? Chúa sắm sẵn. Có nghĩa là Chúa chuẩn bị. Cho chúng ta một chỗ. Chúa Giêsu về trời để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên thiên đàng. Sau khi sắm sẵn một chỗ cho chúng ta xong thì Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ trở lại trần gian để chúng ta chọn trong ba cái từ này để làm gì? Để đem đem có nghĩa là Chúa rước, Chúa đem chúng ta đi với Ngài. Hầu cho Chúa ở đâu thì chúng ta cũng ở đó. Chúa ở đâu các em? Chúa ở trên thiên đàng, chúng ta cũng ở trên thiên đàng với Chúa. Đây là quang cảnh của thiên đàng, rất là đẹp. Ở trên đó con đường đi toàn bằng vàng, rồi những cái vách bằng ngọc, và một nơi rất là phước hạnh, có Chúa hiện diện, có các thiên sứ thánh của Chúa, rồi mọi người tin Chúa được sự sống đời đời, được ở trên thiên đàng để hưởng phước với Chúa đời đời. Ở đây không còn khóc lóc, không còn đau ốm bệnh tật, không còn tội lỗi nữa. Nhận biết, chúng ta vững lòng tin Chúa sẽ trở lại để đón chúng ta về ở với Ngài mãi mãi. Chúng ta tin Chúa sẽ trở lại để đón chúng ta
về ở với Ngài mãi mãi. Thực hành có nhiều dấu hiệu trên thế giới như chiến tranh. Chiến tranh là gì các em? Là nước này đánh với nước kia, có những cái xung đột, có những cái sự giết chóc lẫn nhau. Dịch lệ, dịch lệ đó là những cái bệnh tật, những cái dịch bệnh như là bây giờ đang có dịch COVID-19 lây lan rất là nhanh và rất là nhiều người bị bệnh, và bị bệnh thì dễ dẫn đến bị chết. Rất là nhiều người ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam bị dịch bệnh. Đó là những dấu hiệu mà Chúa báo trước ở trong Kinh Thánh rằng ở trong những ngày sau rốt, ngày cuối thì có những cái điều đó xảy ra như chiến tranh, dịch bệnh, đói kém, thiếu ăn, rồi tội lỗi. Em biết ngày Chúa Giêsu trở lại rất gần. Chúa Giêsu trở lại rất gần. Không biết lúc nào nhưng rất gần. Em cầu nguyện và nói về Chúa cho, ở đây mình ghi tên của bạn mình. Mình muốn nói về Chúa cho bạn nào, mình ghi tên bạn đó ở đây. Em mong, đây cũng là tên bạn mình, tin nhận Chúa để được Chúa đón về thiên đàng như em. Chúng ta ghi ra tên của bạn mình và cầu nguyện cho bạn mình. Em biết mình sẽ được ở với Chúa khi em tin Chúa Giêsu, thì em được làm con của Chúa. Em có tên trong sách sự sống, và chắc chắn khi Chúa trở lại, Chúa sẽ rước em về thiên đàng ở với Ngài. Thưa Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Ngài đã sắm sẵn chỗ cho con trên thiên đàng. Và Ngài sẽ trở lại để rước con lên thiên đàng. Xin Chúa cho con giản dị nói về Chúa cho bạn của con. Chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Thưa Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Ngài đã sắm sẵn chỗ cho con trên thiên đàng, và Ngài sẽ trở lại để rước con lên thiên đàng. Xin Chúa cho con dạn dĩ nói về Chúa cho bạn của con. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho các em một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.